thì nó là một cái sự hội mà mình đã quan tâm và đó là điều này thì sẽ được đấu lòng để vượt qua được nhiều kỹ thuật nhiều năm năm đó là một sự hoàn thiện của Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.